Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 331 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói Tư Mệnh nhận lấy cái đầu của Cổ Nhạc và tiên thiên thần đao do dịch đạo biến thành. Ánh mắt của nàng kinh ngạc nhìn thi thể không đầu của Cổ Nhạc đang ngã xuống, sau đấy yên lặng thu hồi cái đầu và thần đao, xuất lãnh đại quân tiếp tục giết về phía đại quân của Thiên Đình. Nàng phảng phất như không hề bị cái chết của Cổ Nhạc ảnh hưởng, vẫn như cũ xuất lãnh đại quân chém chết mãi cho tới khi đại quân Thiên Đình hoàn toàn tan rã, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Lúc này Tư Mệnh mới thu tay lại. Mấy vị đại đế thượng cổ kia cũng táng thân trong lúc đại chiến, không một người chạy thoát được, toàn thân đều chất dưới lục đạo thiên luân. Mặc Ẩn hạ lệnh đại quân phân ra làm mấy đường xuất kích tiêu diệt tàn quân của Thiên Đình, bắt vô số tù binh. Nhưng Tư Mệnh đã hạ lệnh không chấp nhận tù binh đầu hàng, toàn bộ giết cả, huyết tế hồn thiêng liệt tổ liệt tông phục khi thị trên đời. Mặc Ẩn thoáng ngẩn người, can gián nói: chủ mẫu, giết tù binh là bất tường. Bất tường ở đâu ra đấy? Phục khi thần tộc ta năm xưa cũng bắt tù binh vô số, còn không phải cũng đều bị giết cả hay sao? Sao đám tồn tại cao cao tại thượng kia không trong ngộ bất tường đi? Tư Mệnh lạnh lùng phẫn nộ nói: chủ công nhà ngươi chết rồi, ta muốn đem đám tù binh này chôn cùng với hắn ta. Mạc Ẩn chỉ đành hạ lệnh dựng lên tế đàn, các quân giết chết tù binh, chém chết hết thảy thần ma Thiên Đình bị bắt, không chừa một tên, tế tự cho liệt tổ liệt tông của Phục Khi thị. Mấy ngàn vạn thần ma bị huyết tế, khí huyết như nước thủy triều cuồn cuộn tuôn trào về phía hư không giới. Huyết khí dâng trào ba động, giống như huyết hải vậy, phóng vọt về phía linh hồn các liệt tổ liệt tông Phục Khi thị. Linh hồn của liệt tổ liệt tông Phục Khi thị đã có 8-9 vạn năm chưa hề nhận được tế tự. Linh hồn sớm đã héo rũ suy nhược, lại bị đám thực linh thú đánh cắp lực lượng tế tự, quả thật là càng ngày càng luyện bại. Nhưng hiện tại, mấy ngàn vạn thần ma bị huyết tế cung cấp lực lượng tế tự cho bọn họ. Đám linh hồn già nua này nhất thời nhận được lực lượng bổ sung, từng cái linh hồn lại trở nên tươi sống, tràn ngập sinh cơ và lực lượng. Xoạt một tiếng, một tầng thiên mạc từ xa bay tới, che phủ dày đặc không trung, ngăn chặn hàng rào hư không giới, nỗ lực ngăn cản lực lượng tế tự. Thật không ngờ, lực lượng tế tự phóng vọt tới kia thật sự là quá mạnh, hất cho thiên mạc văng lên thật cao, không thể che đậy hàng rào hư không giới được. Phục Khí thế thật là càng lúc càng hung hăng ngang ngược rồi, lại dám làm bậy như vậy sao? Lực lượng tế tự khổng lồ như vậy, tất nhiên là đã huyết tế vô số thần ma. Lẽ nào ngươi không sợ bị hàng kiếp hay sao? Thiên Mạc thân đứng sừng sững trên thiên mạc, đột nhiên tâm niệm khẽ động, giáng ngự thiên mạc từ hư không giới phiêu đãng xuống. Hắn men theo lực lượng tế tự kia, ý đồ muốn giết chết kẻ dám tế tự Phục Khi tổ linh. Sau lưng của hắn trên thiên mạc còn chở theo vô số thực linh thú, nhao nhao dục dịch xuất động, bộ dạng khó có thể kiềm chế, hiển nhiên là chuẩn bị đại khai sắp giới. Qua không bao lâu, mảnh thiên mạc kia đã bay vào khu luân hồi thứ 7. Thiên Mạc thân từ xa xa nhìn thấy ức vạn đại quân thần ma, không khỏi nhất thời kinh hãi, thất thanh kêu lên: đây là đại bộ đội Phục Khí, hóa ra bọn họ đã huyết tế tù binh tế tự tổ tiên, thật to gan lớn mật mà. Bất quá chuyện này không phải là ta có khả năng hỏi tới được, chỉ có thượng bẩm cho thiên thôi. Hắn đang định quay trở về hư không giới, cái đầu đột nhiên nứt ra. Lục đạo thiên luân từ trong biết cảnh đạo nhất trong đầu của hắn cắt ra, chấn động cho nhục thân và nguyên thần của hắn vỡ nát. Kiện thiên luân thật lớn kia còn tiếp tục dọc theo thiên mạc một đường nghiền ép tới, nghiền chết vô số thực linh thú ở trên thiên mạc. Cùng lúc đấy, Kim Ô thần đế, Táng Linh thần vương, Thiên Huyền thiên cơ thần vương xuất lãnh đại quân chạy tới giết lên thiên mạc, bao vây tiêu trừ thực linh thú. Tư Mệnh cũng từ trên lục đạo thiên luân đi xuống, địch thân chém giết. Trải qua mấy ngày, chém giết kết thúc, vô số thực linh thú bị một lưới bắt gọn, toàn bộ chết trên thiên mạc.
Tư Mệnh vươn tay chụp lấy Thiên Mạc, dùng sức rung mạnh Thiên Mạc một cái. Thi thể toàn bộ đám thực linh thú đều bị dồn chung lại một chỗ. Sau đấy, nàng đứng yên tại chỗ, dẫm Thiên Mạc xuống dưới chân, quay sang nói với Mạc Ẩn. Huyết tế luôn những thứ này cho ta. Mạc Ẩn tán thán không thôi, trong lòng thầm nghĩ. Vị chủ mẫu này sát phạt quả đoán, mạnh mẽ quyết đoán, mạnh hơn những chủ mẫu khác khá nhiều. Tầng Thiên Mạc kia ở dưới chân Tư Mệnh không ngừng chấn động kịch liệt, tựa hồ muốn bay ra. Thế nhưng thủy chung vẫn bị Tư Mệnh vững vàng đạp ở dưới chân. Một lúc sau, Thiên Mạc dần dần bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên là Thiên đã từ bỏ ý đồ thu hồi bảo vật tiên đạo của chính mình. Thiên đã bị trọng thương trong trận chiến với Tứ Diện Thần, cho tới hiện tại vẫn chưa hồi phục lại. Tư Mệnh một cước chấn áp khiến cho hắn không thể thu hồi Thiên Mạc, lại càng không cách nào mượn Thiên Mạc một hơi giảo sát đám người Tư Mệnh, chỉ đành đình chỉ triệu hồi Thiên Mạc, tránh cho quá mức mất mặt. Thiên Mạc thân của Thiên là vô số thực linh thú đều bị huyết tế tự cho linh hồn tổ tông của Phục Hy thần tộc. Lực lượng tế tự càng cuộn trào mãnh liệt hơn, tiến nhập vào hư không giới, khiến cho đám linh hồn đã héo rũ kia nhanh chóng hồi phục trở lại, trở nên càng cường đại hơn. Đợi sau khi tế tự hoàn thành, Tư Mệnh lập tức hạ lệnh. Nàng lên tiếng: Mạc Ẩn, ngươi và Kim Ô thần đế khởi hoan trở về tổ đình đi. Đám người Kim Ô thần đế thoáng giật mình, vội vàng nói: Phục Hy Tư Mệnh, ngươi gian gian khổ khổ đánh hạ Giang Sơn tại Tử Vi, cứ như vậy không cần nữa hay sao? Tư Mệnh và Cổ Nhạc vẫn luôn chinh chiến tại Tử Vi, mặc dù vẫn chưa đánh hạ được một nửa Giang Sơn, thế nhưng cũng đã xâm chiếm hơn 3 thành tinh vực Tử Vi. Những trận chiến vừa qua, thần ma chết trận vô số, ngay cả Cổ Nhạc và Tư Mệnh cũng đã hao tâm phí sức mới đứng vững bước chân tại Tử Vi này. Hiện tại Tư Mệnh nói muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, trực tiếp khải hoàn trở lại tổ đình, cho dù là Kim Ô thần đế cũng không khỏi cảm thấy có chút không nỡ. Không cần nữa, Tư Mệnh quả quyết nói. Tổ đình mới là quan trọng nhất kìa, tất cả những địa phương khác đều có thể mất được, duy chỉ có tổ đình là không thể. Chỉ cần còn người, thổ địa liền vẫn còn, khải hoàn đi thôi. Trong lòng của Mạc Ẩn bội phục không thôi, không ngừng tán thán nói: Hai vị Phục Khí đều là tồn tại khí phách vô lượng, Tư Mệnh chủ mẫu không câu nệ tiểu tiết, co được giãn được, có thể lấy có thể bỏ, không có một tia lo lắng, là người làm đại sứ. Hắn lập tức hạ lệnh khải hoàn. Tư Mệnh nhìn về phía Táng Linh Thần Vương nói: Thần quá khứ của chủ công nhà ngươi đã chết rồi, ngươi đi theo ta, không được làm trái mệnh lệnh của ta. Táng Linh Thần Vương thoáng chần chừ một chút rồi cũng nói: 200 năm sau ta vẫn sẽ lại đi theo chủ công, ta chỉ nghe lệnh của ngươi 200 năm mà thôi. Tư Mệnh gật đầu một cái, trực tiếp thôi động lục đạo thiên luân, trước đám người Mạc Ẩn một bước mà trở về tổ đình. Sau khi về tới tổ đình, Tư Mệnh lấy ra tiên thiên dịch đạo của Cổ Nhạc, tiến vào thánh điện dưới vực sâu của tổ đình, lập tức trưởng khống tổ đình. Sau khi tổ đình rơi vào sự trưởng khống của nàng, nàng mới đi gặp Vân Quyền Thư và Thiên Tiên Nương Nương, lệnh cho bọn họ triệu tập chư tướng tổ đình, lại sai người đi mời đám tồn tại cổ lão, bọn Càn Đô và Tương Vương. Đa số chư tướng tổ đình trấn thủ 64 tòa thần thành ngoại vi, 8 quan nội vi, nghe tin lập tức nhao nhao thông qua truyền thống trận mà chạy tới. Chư tướng tụ tập cùng một chỗ, đám thế hệ thanh niên bọn Hiên Viên, Phong Hoài Ngọc, Trung Hiếu Văn cùng với đám người Lôi Trạch Thị, Bệ Ngạn, Bí Hí, đám người Hoa Tư Thị, Hoa Tiến Mân, Quân Tư Tả, rồi đám người Khâu Cấm Nhi, còn có đám người Kim Mô Thị, Thiên Yêu Thị, Âm Khang Thị cũng đã nhao nhao chạy tới, lặng lặng mà chờ đợi. Một lúc sau, Vân Quyển Thư Thiên Ti vây quanh Tư Mệnh cùng với Táng Linh Thần Vương đi theo phía sau cất bước đi tới, cũng rời tới một tòa bảo tọa đặt ở bên cạnh tòa bảo tọa của Trung Nhạc, ngang hàng với chỗ ngồi của Trung Nhạc. Sau đấy chậm rãi ngồi xuống, đặt viên thiên thần đao của Cổ Nhạc lên bảo tọa của Trung Nhạc ngay bên cạnh. Dưới đường một mảnh tĩnh lặng, Tư Mệnh nhìn xung quanh một vòng, lại gật đầu hành lễ với Càn Đô Thần Vương và Tương Vương. Lúc này mới lên tiếng, thanh âm thanh thúy truyền khắp cả điện trường: Phục Hy 200 năm sau mới lại hiện thân, lệnh cho ta tạm thời chấp trưởng tổ đình. Trong thời gian 200 năm này, hết thảy binh quyền của tổ đình sẽ do ta trưởng quán. Đương trường nhất thời một mảnh xôn xao. Âm Phần Huyên khẽ nhíu mày nói với Vân Quyển Thư: Vân quân sư, lời ấy là thật hay sao? Vân Quyển Thư nói: Nương nương, lời ấy là thật. Kim Hà Hề trao mày lên tiếng: Nơi này là cơ nghiệp của tướng công, sao tướng công không giao lại cho chúng ta mà lại giao lại cho Tư Mệnh tỷ tỷ vậy? Tư Mệnh tỷ tỷ không nên hiểu lầm, chỉ là chúng ta ngày thường thân cận với tướng công hơn một chút cho nên mới có nghi ngờ này.
Tư Mệnh lạnh nhạt nói: "Bởi vì ta là chủ mẫu, cũng là phục hy, cho nên hắn mới giao cho ta trưởng khống đại cục. Từ không trưởng binh, tâm địa các ngươi quá nhân từ, giao tù đình cho bất luận kẻ nào trong số các ngươi cũng khó có thể bảo trụ được. Chỉ có ta mới có thể bảo trụ được tù đình. Táng Linh, ngươi tới nói chuyện." Táng Linh Thần Vương không người nói: "Chủ công muốn bế quan 200 năm, giao tù đình lại cho Tư Mệnh chủ mẫu cũng là ý của chủ công. Chuyện này quân sư Mạc Cẩn cũng biết. Tư Mệnh chủ mẫu thân mang thánh thai, lại là con thứ 9 của chủ công. Ít ngày nữa quân sư Mạc Cẩn sẽ trở về, cũng sẽ ủng hộ Tư Mệnh chủ mẫu lên nắm quyền." Dưới đương trường nhất thời một mảnh oanh động. Một lúc sau, Âm Phiền Huyên chậm rãi nói: "Nếu đã như vậy, trên dưới Âm Khang Thị tự nhiên là sẽ toàn lực ủng hộ Tư Mệnh Tử Tý." Sau khi nàng lên tiếng, thanh âm nghị luận dưới đương trường dần dần bình ổn trở lại. Kim Hà Hề gật đầu nói: "Ta nghe Huyên nương nương như thiên lôi sai đâu đánh đấy vậy, Kim Mô Thị cũng sẽ mặc cho Tư Mệnh Tử Tý điều khiển." Quân Tư Tà đẩy Hoa Thiên Mân một cái. Hoa Thiên Mân nhấp nháy cặp mắt, mơ mơ màng màng lên tiếng: Ta không có ý kiến gì cả." Yêu Tinh Nhi của Thiên Yêu Thị thoáng chần chừ một chút, miễn cưỡng khó khăn nói: "Nếu chư vị tỷ tỷ đều đã tán thành, vậy thiếp thân cũng sẽ không phản đối gì." Đám chủ soái của 64 tòa thần thành, tám quan nhao nhao gật đầu. Đám người hiên viên và phủ lê, phủ kỳ chi của Tinh Hồng Bảo cũng chỉ đành gật đầu. Tư Mệnh nắm giữ đại quyền, lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh cho 64 tòa thần thành, tám quan co cụm quân lực lại, di chuyển 64 tòa thần thành và 8 tòa hồng quan tới tinh vực phụ cận tổ đình, bỏ qua tuyệt đại bộ phận lãnh địa. Chư tướng trên dưới lại một mảnh xôn xao. Thế nhưng chủ mẫu có lệnh không thể không theo, chỉ là trong lòng ai nấy đều có một chút oán niệm. Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương toàn lực điều động, duy trì quân tâm của các quân, cuối cùng mới miễn cưỡng đàn áp xuống được. Tiếp theo đấy, Tư Mệnh lại lệnh cho thủ quân 8 tòa thần thành của Thông Thiên Tinh Lộ rút về, quay trở lại tổ đình, lại dẫn phát lên chỉ trích không nhỏ. Thiên Ti Nương Nương nỗ lực điều giải nhân quả, cuối cùng cũng không tạo thành đại loạn gì. Đám nương nương bọn Âm Phiền Huyên, Kim Hà Hề cũng có chút không hiểu, trong lòng cũng có chút oán trách. Kim Hà Hề triệu tập các vị nương nương tới nghị sự, nàng lên tiếng: "Huyên tỷ tỷ, phu quân thật không dễ dàng mới mở ra được một chỗ đặt chân trong vũ trụ cổ lão như vậy, mà hiện tại Tư Mệnh chủ sứ lại vất đi gần như 9 thành cơ nghiệp của phu quân rồi. Theo như ta thấy, cần phải đoạt quyền của nàng, trục xuất nàng, tránh cho nàng cũng vất mất luôn một thành cơ nghiệp còn lại." Các vị nương nương nhao nhao gật đầu. Âm Viễn Huyên suy tư trong chốc lát nói: "Các người không nên hành động khinh suất, để ta tự mình đi gặp nàng, tra hỏi một phen mới lại quyết định đi." Âm Viễn Huyên chủ động tới gặp Tư Mệnh. Lúc này Tư Mệnh đang có chút nôn ngén, nhìn thấy nàng vừa tới, vội vàng chỉnh lý dung nhan, vung tay để cho thị nữ lui xuống nói: "Huyên tỷ tỷ, ta đã đợi người rất lâu rồi, người cuối cùng cũng đã tới." Âm Viễn Huyên mỉm cười nói: "Người đang có thai trong người, lại còn phải nam chinh bắc chiến khắp nơi, thật sự là làm khó ngươi rồi. Ngươi hẳn là nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới phải, không cần vất vả như vậy." "Thần quá khứ của Phục Hy đã chiến tử rồi." Tư Mệnh đột nhiên nói, Âm Phiền Huyên nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Tư Mệnh lại tiếp tục nói: "Chân thân của hắn đã đi tới tương lai 200 năm sau, trong vòng 200 năm này tuyệt sẽ không lại xuất hiện. Hiện tại tổ đình trống rỗng, tất cả có đại kiếp nạn sắp tới. Hiện tại ta thật hận không thể để cho hài tử này vĩnh viễn cũng không cần sinh ra, toàn tâm toàn ý vượt qua trận đại kiếp này. Bất quá cho dù ta phong ấn hắn cũng không thể phong ấn quá lâu được, nhiều nhất chỉ có thể lùi lại 60-70 năm mà thôi. Cuối cùng hắn cũng phải xuất thế kìa." Trong lòng của Âm Phiền Huyên đại chấn, một lúc lâu sau mới nói: "Ta minh bạch rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Hài tử này ngươi không nên ủy khuất hắn." "Không, ta sẽ không ủy khuất hắn đâu." Sắc mặt của Tư Mệnh bình tĩnh nói: "Nếu ta thua rồi, chết rồi, hắn sẽ là Phục Hy còn lại duy nhất trong thời gian 200 năm này, kế thừa trọng trách. Đây là trách nhiệm mà hắn đã định trước là phải giành lấy kìa." Âm Phiền Huyên nhất thời trầm mặc. Đại khái thân là Phục Hy vừa mới xuất thế đã phải gánh lấy gánh nặng như vậy, có lẽ thân là Phục Hy ngay từ khi vẫn chưa xuất thế đã phải gánh lấy một bộ phận trách nhiệm rồi. Hai tử vẫn chưa xuất thế trong bụng Tư Mệnh sở dĩ chậm chạp vẫn chưa xuất thế chính là vì nguyên nhân này. Tư Mệnh không muốn hài tử của chính mình xuất thế, khiến cho chính mình phân tâm. Nàng muốn chính mình có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong trận chiến tranh này, chiến đấu cho chủng tộc của mình. Vẫn chưa xuất thế đã bị phong ấn 60-70 năm đằng đẵng,
hài tử trong bụng Tư Mệnh trả giá thật sự là quá lớn. Tư Mệnh tỉ tế, những năm qua ta vẫn luôn muốn hoài thai, thế nhưng cuối cùng cũng khó có thể mang thai được. Âm Phần Huyên vừa nghĩ tới vấn đề này, trong lòng có chút sầu muộn nói: ta đã rất chú ý rồi, thế nhưng cuối cùng cũng khó có thể hoài thai. Chuyện này ta cũng không muốn để cho phu quân phân tâm quá nhiều, chỉ là mãi không có hoài thai, luôn cảm thấy có chút có lỗi với phu quân. Tư Mệnh suy nghĩ một chút rồi nói: đại khái là nguyên nhân huyết mạch, ngươi là thánh linh thể, huyết mạch của ngươi quá mạnh, mà huyết mạch của Phục Hy cũng cực mạnh. Các ngươi không phải là cùng chủng tộc, huyết mạch xung đột, huyết mạch kẻ nào cũng khó có thể áp đảo được đối phương. Nếu ngươi thật sự muốn hoài thai, có khả năng cần phải tự phong thần huyết thánh linh rồi, hoặc là đợi 200 năm sau Phục Hy nghịch chứng tiên thiên, trở thành tiên thiên thần ma, huyết mạch sẽ có thể áp đảo thần huyết thánh linh của ngươi. Âm Phiền Huyên thoáng chần chừ một chút, mỉm cười nói: 200 năm sau rồi lại nói, à đúng rồi, tỷ tỷ, hài tử trong bụng ngươi có đặt tên chưa vậy? Tư Mệnh lắc lắc đầu, nàng lên tiếng: ta cũng đã đắn đo suy nghĩ mấy lần, chứ là phụ thân hắn không có ở đây, một mình ta cũng không tiện quyết định. Vậy nếu hài tử sinh ra, sao có thể để cho hắn không có tên có họ được? Âm Phiền Huyên mỉm cười nói: muội nhớ khi xưa, lúc Hiếu Văn xuất thế, phu quân có nhờ đại bá giúp hắn đặt tên, đã định ra tên họ cho đám hài tử như Hiếu Văn, Tiếu Minh, Băng Xuyên, Không Động và Câu Trần. Hiện tại đại bá cũng không còn ở đây nữa, phu quân lại càng không ở đây. Nếu đã như vậy, chỉ có thể bản thân chúng ta tự mình đặt tên. Nếu như tỷ tỷ đã nghĩ ra tên họ, không ngại nói ra cho ta nghe xem thử. Muội muội giúp ngươi xem xét một chút nào. Tư Mệnh thoáng chần chừ một chút, mỉm cười nói: hắn kế thừa huyết mạch của hoàng tộc Phục Hy, lại là hậu duệ của hai tôn Tiên Thiên Thần Vương Lôi Trạch và Hoa Tư. Ta muốn đặt tên cho hắn là Hoàng Thần. Sao? Trung Hoàng Thần ư? Hoàng Thần Thị? Âm Phiền Huyên nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, lẩm bẩm nói: cái tên này quá lớn, chỉ sợ sẽ bị trời ghen tí, có chút không thích hợp. Tư Mệnh cười lạnh một tiếng nói: thiên thì tính là cái gì chứ? Phục Hy thị ta đã từng có 23 triều Thiên Hoàng Đại Đế kìa. Tương lai còn có thể có triều Thiên Hoàng Đế thứ 24, thứ 25. Cho dù là thiên cũng phải thần phục dưới chân Phục Hy thị chúng ta kìa. Âm Phiền Huyên chỉ đành nghe theo nàng, nàng mỉm cười nói: nếu tỷ tỷ đã quyết định rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy. Người hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Phụ quân đã kết thông gia với rất nhiều chủng tộc, đều là đại trợ lực của Tổ Đình. Bên phía những tỷ muội kia, ta sẽ hào hào nói chuyện với các nàng sau vậy. Tư Mệnh chắp tay tạ ơn nói: ta còn cần phải đi gặp Mẫu Hoàng Đại Đế một chuyến. Nếu Huyền Nương Nương có thể giúp ta giảm xếp phía hậu cung, tự nhiên là không có gì tốt hơn rồi. Âm Phần Huyên mới vừa rời đi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Mệnh đang rút ra tình mẫu tử trong ý thức của chính mình, gạt bỏ tình cảm yêu thương đối với hài tử trong bụng trong ý thức của chính mình ra. Âm Phiền Huyên không khỏi ngẩn ra, trong lòng không biết là tư vị gì. Tư Mệnh gạt bỏ tình mẫu tử của chính mình, đoán chừng là muốn giữ vững lý trí tuyệt đối, không muốn bởi vì hài tử trong bụng mà ảnh hưởng tới phán đoán của chính mình. Nàng vì thủ hộ Tổ Đình thật sự đã trả giá quá nhiều. Nàng cũng là Phục Hy, chỉ là đối với hài tử của chính mình thật sự có chút ngoan độc rồi, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Âm Phiền Huyên trở về, triệu tập các vị nương nương lại, lực áp tất cả chỉ trích đối với Tư Mệnh. Quyền thế của nàng cực lớn, là trợ thủ tin cậy nhất của Trung Nhạc, đi theo Trung Nhạc cũng là sớm nhất. Chư tướng trong quân đại đa số cũng đều phục nàng, có nàng toàn lực ủng hộ Tư Mệnh, nhưng nương nương còn lại cũng chỉ có thể từ bỏ tiểu tâm tư của chính mình. Lại nói, từ sau khi khu luân hồi thứ 7 mở ra, thánh địa vãng sinh đã kéo vào trong khu luân hồi thứ 7. Mẫu Hoàng Đại Đế cũng định cư trong khu luân hồi thứ 7, khiến cho vô số côn tộc điên cuồng sinh sôi nảy nở, xâm chiếm một mảnh cương vực của khu luân hồi thứ 7, mưu đồ cực lớn. Trong thánh địa vãng sinh lại càng là côn tộc đầy khắp núi đồi, dày đặc vô cùng vô tận. Vô số côn tộc, côn thần, mẫu hoàng to to nhỏ nhỏ như mây đen ba động che khuất bầu trời. Còn có vô số côn thần phân tán ra các nơi, kéo những mảnh vỡ của đại lục vãng sinh trở về, nỗ lực chữa trị thánh địa vãng sinh, dùng huyết nhục của chính mình để bổ khuyết đại đạo không trọn vẹn của thánh địa, dùng đại đạo côn tộc để đền bù đại đạo khiếm khuyết kia. Vô số mảnh vỡ liên kết lại thành một mảnh đại lục khổng lồ. Trên đại lục, thần huyết côn thần hội tụ thành dòng, biến thành từng dòng huyết hà gào thét dâng trào. Huyết hà đan xen như lưới bao phủ, khiến cho mặt ngoài đại lục ô uế không chịu nổi,
phảng phất như những hoa văn mất trật tự vậy. Mẫu hoàng đại đế tiến hành chữa trị thánh địa vãng sinh là muốn mượn đại đạo của thánh địa vãng sinh để tu bổ những tổn hại của thần khí vãng sinh. Kiện trọng khí này đã bị tứ diện thần đánh cho tàn phế, muốn tu bổ lại vô cùng tốn công phí lực, chỉ có mượn đại đạo vãng sinh mới có thể tu bổ lại được. Đột nhiên, mẫu hoàng đại đế có chút cảnh giác, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy cái đầu của một tôn côn thần đột nhiên nổ tung. Thanh âm ong ong vang lên, một kiện thiên luân to lớn xoay tròn từ trong đầu của côn thần kia mà cắt ra, chấn lên từng mảnh huyết tương. Một nàng nữ tử dung mạo có mấy phần tương tự với nàng cất bước từ trên kiện thiên luân kia đi ra, tiến thẳng về phía của nàng. Vô số côn thần, mẫu thần, chiêm chiếp quái khiếu điên cuồng tấn công về phía nữ tử kia, đột nhiên lại dừng lại, không tiếp tục tấn công nữa. Mẫu hoàng đại đế chỉ một ý niệm trong đầu đã khống chế toàn bộ đám côn thần và mẫu thần kia, nhìn về phía nàng nữ tử này mỉm cười hỏi: "Ồ, Tư Mệnh Phục Hy." Tư Mệnh tinh tế quan sát dung mạo của mẫu hoàng đại đế, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngoại trừ thân thể không giống, dung mạo của hai nàng quả thật giống nhau như đúc vậy, cái này cũng quá kỳ quái. "Phục Hy đã biến mất có đúng không nào?" Mẫu hoàng đại đế bước ra tám chân thật lớn từ trên thần khí vãng sinh đi xuống, nàng mỉm cười nói: "Hắn sẽ biến mất khỏi thế gian 200 năm, hiện tại tổ đình hẳn là do ngươi trưởng quản. Ngươi tới đây gặp ta hẳn là muốn cầu tha tương trợ, có đúng không nào?" Tư Mệnh ngẩng đầu nhìn vị đại đế thượng cổ to lớn khôn cùng này, lạnh nhạt nói: "Ta tới đây cũng không phải là muốn cầu, mà là muốn ngươi tuân thủ lời thề năm xưa. Ta muốn ngươi tới giúp ta." Mẫu hoàng đại đế không người từ trên cao nhìn xuống nàng, cười khanh khách nói: "Đó là ta phát thệ với Phục Hy, không phải phát thệ với ngươi. Ngươi không có quyền yêu cầu ta tuân thủ lời thề." Tư Mệnh lấy cái đầu của Cổ Nhạc ra nâng ở trong tay: "Vậy nếu là do hắn yêu cầu thì sao? Trước khi hắn chết đã yêu cầu ngươi cần phải tuân thủ lời thề năm xưa. Nếu vi phạm lời thề, ngươi sẽ biến thành hỗn độn." Sắc mặt của mẫu hoàng đại đế khẽ biến, nhìn về phía cái đầu của Cổ Nhạc, chỉ thấy dưới cổ cái đầu kia còn dính theo một khối da chân lồng ngực, trên đó có lạc ấn hỗn độn, chính là khế ước hỗn độn mà nàng và Trung Nhạc đã ký kết. Tư Mệnh mang theo khế ước hỗn độn đi tới, nếu nàng không đáp ứng yêu cầu, chỉ sợ khế ước hỗn độn lập tức có hiệu lực, khiến cho nàng bị hỗn độn đồng hóa, biến thành khí hỗn độn, thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại. "Ha, tiểu nha đầu rất lợi hại, nếu ngươi đã mang khế ước hỗn độn tới rồi, vậy ta đáp ứng ngươi là được." Ánh mắt mẫu hoàng có chút thú vị nhìn nàng, cười tủm tỉm nói: "Bất quá, nếu ngươi đã tới rồi, vậy ngươi cũng không muốn biết vì sao bộ dạng hai chúng ta lại giống nhau đến như vậy hay sao?" Thân thể Tư Mệnh kẽ động, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi trưởng khống thần khí vãng sinh, thần khí vãng sinh là thần khí tạo hóa, chính là một thể. Ta sinh ra từ trong thần khí tạo hóa khẳng định đã bị ngươi động tay động chân, có gì đó đặc biệt chứ gì?" "Sai rồi, ngươi sai rồi." Mẫu hoàng đại đế không ngừng chuyển động xung quanh của nàng, cười khanh khách nói: "Ngươi đã đoán sai. Dung mạo của ngươi ta cũng không có động bất luận tay chân gì cả. Dung mạo của ngươi kế thừa từ Phong An Ước, con gái của Phong Thường Dương kìa. Dung mạo của ngươi và nàng giống nhau như đúc vậy, quả thật chính là từ một khuôn mẫu mà khắc ra. Mà dung mạo của Phong An Ước chính là kế thừa từ bản thân ta. Ta chính là bà ngoại của Phong An Ước kìa." Trong lòng của Tư Mệnh đại chấn: "Mẫu thân của Phong An Ước chính là con gái của ta." Mẫu hoàng đại đế cười ha hà nói: "Ta đã cùng một tôn Phục Hy sinh ra nàng. Phục Hy năm xưa cùng đồng dạng với Phục Hy hiện tại, vô cùng bác ái. Khi đó là niên đại của Phục Môn Đạo Tôn. Ta cũng là một trong những đại đế thượng cổ tham gia nghiên cứu lục đạo luân hồi, đã cùng với ông ngoại của Phong An Ước phát sinh tình cảm, sinh ra một nữ nhi nửa Phục Hy nửa mẫu hoàng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ gả cho Phong Thường Dương. Cũng là do nàng đứng giữa liên hệ, ta mới hợp tác với Phong Thường Dương, cùng nhau diệt trừ vãng sinh thần vương. Lại càng về sau, bọn họ đã sinh ra Phong An Ước. Bất quá, huyết mạch của mẫu hoàng đã bị áp chế, ở trên người của Phong An Ước đã không còn thần huyết mẫu hoàng rồi, chỉ còn lại thần huyết Phục Hy. Nhưng Phong An Ước vẫn là kế thừa dung mạo của ta. Thời điểm Phong Thường Dương quyết tâm chế tạo ra một đại sát khí của Phục Hy thần tộc, ta liền cảm thấy cơ hội của ta đã tới. Cháu ngoại của ta có khả năng sẽ trở thành một hậu thủ của ta, trở thành một mẫu hoàng, giúp ta biến côn tộc ta thành chúa tể thế gian. Cháu ngoại của ta. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tư Mệnh, dang rộng tám cánh tay, mỉm cười nói:
Cháu ngoại của ta, mau tới bên phía bà ngoại nào. Phục Khí đã định trước sẽ bị diệt tuyệt. Làm Phục Khí có gì tốt chứ? Hãy đứng bên phía bà ngoại. Người đã trưởng khống tổ đình, kế thừa tài phú trăm vạn năm của Phục Khí thì nếu người đứng bên phía của ta, côn tộc sẽ có thể hùng cứ vũ trụ càn khôn, trở thành chủng tộc tôn quý nhất thế gian, cũng là chủng tộc duy nhất kìa. Tư Mệnh đứng trước mặt của nàng không chút cử động, một lúc sau mới mỉm cười hỏi: ta là hậu thủ của ngươi sao? Mẫu Hoàng Đại Đế cười híp mắt nói: ngươi là hậu thủ của ta, ngươi là cháu ngoại của ta, ngươi ở trong thần khí tạo hóa giống như côn trùng vậy, không ngừng sinh sôi nảy nở, không ngừng phục sinh. Ngươi chính là một côn tộc, à không, hẳn là mẫu hoàng tôn quý nhất trong côn tộc kìa. Tư Mệnh xoay người quay trở lại Lục Đạo Thiên Luân, lạnh nhạt nói: mẫu hoàng không cần vi phạm lời thề của ngươi, sử dụng toàn bộ tộc nhân của ngươi tới tổ đình ta, giúp ta đánh một trận, bằng không ngươi tự minh bạch hậu quả. Mẫu Hoàng Đại Đế nhất thời ngơ ngẩn, lộ ra thần sắc không hiểu: nhưng ta là bà ngoại của ngươi. Thế nhưng ta không phải là Phong An Ước. Tư Mệnh kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt mang theo thần sắc miệt thị: ta là Tư Mệnh, ta làm Tư Mệnh Phục Khí, tôn thần chủ trưởng khống sinh dục và tử vong. Hơn nữa trước giờ Phong An Ước cũng chưa từng cho rằng chính mình là mẫu hoàng hoặc là côn tộc, huyết mạch tôn quý nhất sao có thể tự cam đọa lạc, thừa nhận chính mình là sâu kiến đây. Mẫu hoàng, cái mà ngươi gọi là hậu thú chẳng qua chỉ là bản thân ngươi tự cho là mà thôi. Ta đã giao đầu của Phục Khí cho ngươi, không nên tới chấm. Còn nữa, nàng lạnh lùng nói: Phục Khí ký kết khế ước chia đôi thiên hạ với ngươi, hắn sẽ không động tới ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ra thủ đoạn nhỏ gì, ta sẽ giết chết ngươi. Ta không có ký kết khế ước với ngươi, ngươi dám làm càn, dám có dị tâm, ta sẽ dám giết ngươi. Lục Đạo Thiên Luân soạt một tiếng biến mất, không thấy đâu nữa. Khốn kiếp mà. Mẫu Hoàng Đại Đế tức giận không kiềm nổi, ném cái đầu của Cổ Nhạc xuống đất, một cước đạp nát. Còn nả thối tha, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào nào. Mặc dù ta đã ký kết khế ước với Phục Khí, không thể làm trái được, nhưng Phục Khí các ngươi căn bản sinh sôi phát triển không bằng được côn tộc chúng ta. Côn tộc ta cuối cùng vẫn chính là chúa tể của cả cái vũ trụ này. Năm thứ 11 sau khi Trung Nhạc biến mất, Mục Thiên Đế chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố thiên tử tướng Dịch Phong là loạn đảng Phục Khí, chứa chấp trọng phạm Phục Khí, luật bỏ quan chức thừa tướng, khởi binh chinh phạt Dương Nghiệt Phục Khí. Tiên Thiên Thần Đế, Ma Đế nghe chiếu quy hàng, thần phục Mục Thiên Tử. Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế được phong làm hai ngự đế của vũ trụ cổ lão, mệnh lệnh cho các thần tộc, ma tộc trong thiên hạ tụ tập hùng binh vạn tộc, 10 ức 8 ngàn vạn chư thần thần tộc, 11 ức 2 ngàn vạn ma thần ma tộc, 48 tôn đế, vô số đế quân, tạo vật chủ, các tộc thệ sư cùng nhau đi tới tổ đình. Mục Thiên Thiên giáng ngự thân chinh, những nơi thiên quân đi qua, các tộc thần ma trong lãnh địa phản nghịch Phục Khí không ai không nghe tiếng quy hàng. Không phí một binh một tốt đã đánh hạ 8 tòa thần thành của Thông Thiên Tinh Lộ, chiếm lĩnh một phiến tinh vực vô biên. Đoạn đường này, tin chiến thắng truyền tới liên tục, giống như hoa tuyết vậy đưa tới trước mặt của Mục Thiên Thiên. Năm thứ 12 sau khi Trung Nhạc biến mất, đại quân thiên đình chia ra làm 64 lộ, binh lâm 64 tòa thần thành của Dương Nghiệt Phục Khí. Lúc này, Hoa Tư Thị và Lôi Trạch Thị chiếu cáo thiên hạ, di chuyển thánh địa và tổ đình, trợ binh cho Phục Khí, triệt để quyết liệt với Mục Thiên Thiên. Rồi lại có Kim Mô Thị, Thiên Niêu Thị, Âm Khang Thị, Trung Ương Thị và Thiên Nguyên Thị tạo phản. Thời điểm này, có tài tử nhân tộc Vân Quyển Thư từ sớm đã có phản chí, giúp các tộc thảo hịch văn chinh phạt Phục Thiên Đế. Hắn tuyên cáo Mục Thiên Tử tàn bạo, nô dịch các tộc, mấy năm nay liên tục chinh chiến, khiến cho dân chúng lầm than, bạo quân như thế này không thể nào là thiên đế được. Thiên hạ lầm than đã lâu, nay ta phát binh khởi nghĩa, không phải vì thiên hạ mà là vì chúng sinh. Vân Quyển Thư lại giúp Thiên Yêu Thị thảo hịch văn, gọi là trừ đế hịch, vạch trần Mục Thiên Thiên không phải nam, không phải nữ, vi phạm thiên luân, tự mình dâm loạn, tự sinh con cái. Trăm vạn con cái của Mục Thiên Thiên đều là do chính mình dâm loạn với chính mình mà sinh ra. Đại yêu nghiệt, có một công hai lại nhập triều đường, ngồi lên đế vị, tự mình dâm loạn, không phải là phúc của thiên hạ. Thiên Niêu Thị ta đứng lên, dương cờ tạo phản. Lại có thần tướng lấy ra một tấm hịch văn dâng lên cho Mục Thiên Thiên. Mục Thiên Đế đọc xong hịch văn của Thiên Niêu Thị, tức giận tới mức toàn thân run rẩy, rút kiếm chém chết gã thần tướng hiến hịch văn kia, cả giận nói: yêu nghiệt, dám bêu xấu chấm, dám khinh chấm quá mức như vậy,
đám hạng người Gia Long này hẳn đều nên tuyệt chủng mới có thể hóa giải mối hận trong lòng của chấm đấy. Lại có Kiều Đông nữ đế phát binh tạo phản, xuất lĩnh ước vạn đại quân quân tộc nhập tổ đình. Vân Quyển Thư cũng giúp Kiều Đông nữ đế thảo hịch văn nói: Mục yêu đế có ba chân, một nữ hai nam, tự mình dâm loạn, sinh con dưỡng cái, tự sinh trăm vạn, hoàn toàn thiếu đức tin. Ta tuy là quân tộc, nhưng cũng biết rõ luân thường, xấu hổ làm tỉ muội kết bái với nàng. Hôm nay ta dâng cờ tạo phản, chỉnh sửa luân thường, lập lại cương thường. Mục Thiên Đế tức giận không kiềm nổi, dậm chân mắng chửi: Kiều Đông, ngươi cũng phản chấm hay sao? Nếu không có chấm, các ngươi, cái đám sâu kiến nho nhỏ này vẫn còn ngây ngô trong cống rãnh, không dám lộ mặt ra ngoài kia. Lại có Cận Thần nói: Bệ hạ, đây chính là quỷ kế của Mẫu Hoàng Đại Đế. Mẫu Hoàng Đại Đế vẫn còn, Kiều Đông nữ đế đã bị nàng ta điều khiển ẩn núp bên cạnh bệ hạ. Mục Thiên Đế hạ lệnh chém đầu gã Cận Thần kia. Chậm sớm đã biết rõ, còn cần ngươi phải nói hay sao? Quần thần không ai dám nói gì nữa. Tư Mệnh lại hạ lệnh, lệnh cho tướng sĩ xây dựng thiên đình tại tổ đình, cực kỳ vàng son lộng lẫy, khí khái phi phàm, chính là vận chuyển thiên đình của Tử Vi tới tổ tinh. Nàng mỉm cười nói: Hiện tại ta đã có thiên đình, Mục Tiên Thiên không có chỗ ở cố định, còn là thiên đế cái gì đây? Xin hỏi Mục Tiên Thiên, thiên đình ở đâu đây? Mục Tiên Thiên giận dữ thét ra lệnh đại quân thần đế ma đế vây chiến 64 tòa thần thành, song phương huyết chiến trên dưới 100 ngày. Chư đế đích thân xuất trận chém giết, lại bị đám tặc tử bọn Huyền Kỳ Nhị Đế, Kim Ô Thần Đế, Táng Linh, Thiên Huyền Thiên Cơ, Trác Long, Nữ Oa, Thiên Yêu Đế, Mẫu Hoàng Đại Đế ngăn cản, không thể thắng nổi. Mục Tiên Thiên lệnh cho Thao Quang Thiên Sinh xuất chiến, lại bị Tưng Vương ngăn cản. Thần Ma Nhị Đế xuất chiến, Lôi Trạch Cổ Thần và Thần Hậu Nương Nương đích thân nghênh chiến, cũng là không thể thắng nổi. 64 tòa thần thành, thây chất trăm vạn, lại có quân sư phản tặc mặc ẩn ở trong thành thi triển yêu pháp tế tự hư không giới, mời đế linh chư đế xuống, khiến cho liên quân các tộc cực kỳ chật vật. Viện quân thiên đình chạy tới, Mục Tiên Thiên đích thân xuất trận chém chết. Ba phân thân hợp nhất, ba đầu sáu tay đánh trọng thương Mẫu Hoàng Đại Đế, lực chém Kiều Đông nữ đế. 64 tòa thần thành nhất thời lâm vào nguy cơ, tặc nhân huyết chiến không địch lại, vì vậy từ bỏ 32 tòa thần thành bảo vệ 32 tòa thần thành còn lại. Lại khổ chiến thêm mấy năm nữa, đại quân song phương thương vong vô số. Tư Mệnh hạ lệnh từ bỏ thần thành, quay trở về khổ thủ tám quan. Đại quân thần ma thiên đình và vũ trụ cổ lão vây chiến tám quan, khổ chiến mấy năm, tử thương vô số kể. Tư Mệnh lại hạ lệnh lui giữ thần ma thái cực thành. Vì vậy, liên quân thiên đình và vũ trụ cổ lão binh lâm tinh vực tổ đình, bao vây tinh vực tổ đình, một giọt nước cũng không lọt. Song phương huyết chiến hơn 2 năm trời, rốt cuộc thần ma thái cực thành thất thủ. Liên quân thần ma và đại quân thiên đình tiến nhanh vào sắp nhập tổ đình. Ta chính là đợi thời khắc này, những năm qua dụ địch thâm nhập, tử thương vô số, chính là vì khoảnh khắc này đấy. Tư Mệnh thôi động sắp trận tổ đình, vô số sắp trận trong tổ đình khởi động, thương thương mang mang, u u minh minh, hỗn hỗn độn độn, không thể lường, không thể biết, không thể thấy. Sắp trận của các đời Thiên Hoàng Đại Đế, Địa Hoàng, đệ nhất sắp trận của Phục Môn Đạo Tôn, hết thảy đều khởi động. Trong đại trận, thanh âm kêu la vang dậy khắp trời đất, người chết ức ngàn vạn, tàn hồn như mây, thi thể như núi, huyết vụ như nước thủy triều. Ngày đầu tiên ngàn vạn thần ma chôn vùi, ngày thứ hai người chết nhiều tới ức vạn, ngày thứ ba chư đế tử thương hơn phân nửa, ngày thứ tư tiên thiên thần đế và ma đế bị trọng thương, chân thân thần đạo và chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên táng thân trong sát trận. Nhưng tới ngày thứ năm, đại trận vận chuyển xuất hiện sơ hở. Thần Ma Nhị Đế xuất lĩnh tàn binh tàn tướng hộ tống mẫu thể Mục Tiên Thiên chạy ra khỏi sát trận. Lôi Trạch Cổ Thần và Thần Hậu Nương Nương đuổi theo truy kích, một đường thi thể vô số, thương vong thảm trọng. Đại quân thiên đình và liên quân thần ma bị mạnh mẽ đánh cho tàn phế. Thần Ma Nhị Đế không ngừng khổ chiến. Đúng lúc này, Dương Hổ Ma Đế đột nhiên phản loạn, xuất thủ đánh trọng thương Tiên Thiên Ma Đế. Thần Hậu Nương Nương nhân cơ hội xuất thủ giết chết Tiên Thiên Ma Đế. Đang lúc Mục Tiên Thiên cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên thiên không nứt ra, thiên hàng huyết vũ, thương thiên bích huyết, vô số tiên thiên thần vương chân đạp huyết vũ mà tới, đánh lui truy binh, cứu giá bỏ chạy. Dương Hổ Ma Đế tuyên bố quy hàng, chiêu cáo thiên hạ: Mục Tặc đánh cắp thiên địa chính thống, đế không phải đế, cam nguyện làm thiên tử, tự cam đoạn lạc, tự mình dâm loạn, vì vậy thần tử không phải thần tử, nay ta đứng lên dương cờ tạo phản.
Sau đấy Dương Hầu Ma Đế đầu nhập vào tổ đình, treo thủ cấp của Tiên Thiên Ma Đế ở trên Thần Ma Thái Cực Thành. Tư Mệnh hạ lệnh để cho đại quân dưới trướng nhân cơ hội thu phục lãnh địa bị mất, đoạt lại 8 quan 64 thần thành, xử tử trăm vạn thần tộc ma tộc phản bội, biến chủng tộc đám thần ma ma tộc phản bội này làm nô dịch, tu sửa 8 quan 64 tòa thần thành. Mục Thiên Đế hao tổn thảm trọng, Tiên Thiên Ma Đế táng thân, Đại Đế Thượng Cổ đi theo Mục Thiên Thiên tử thương hơn phân nửa, binh lực hao tổn 6 thành, lại vô lực tấn công tổ đình, chiến sự tạm thời chấm dứt. Tư Mệnh để cho các tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục lại thực lực. Trận chiến này đã kéo dài hơn 30 năm, các tộc tử thương thảm trọng, không thể tiếp tục đại chiến được nữa. Tổ đình thu hoạch đại thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Trận chiến 64 thần thành, trận chiến 32 thần thành, rồi trận chiến 8 quan, trận chiến song thành, các quân cũng đều tử thương hơn phân nửa. Tướng lĩnh chư quân đối với vị Tư Mệnh chủ mẫu này cũng vừa bội phục lại vừa kính sợ, căng căng thẳng thẳng, nói gì nghe nấy. Tư Mệnh tỉ tỉ, nếu chúng ta đã quyết định sử dụng tổ đình, sao không sử dụng sớm một chút đi? Kim Hà Hề chất vấn Tư Mệnh nói, nếu sử dụng sớm một chút, các tộc ta sẽ không bị đại thương nguyên khí rồi. Âm Phần Huyên ho khan một tiếng nói, Kim nương nương, Tư Mệnh tỷ tỷ là thống soái, không được cản rỡ kìa. Chỉ là trong lòng của nàng cũng có nghi hoặc, nếu sớm sử dụng đệ nhất sát trận của tổ đình, chư quân sẽ không chật vật như vậy, cũng sẽ không tử thương nhiều đến như vậy. Lúc này, cái bụng Tư Mệnh đã hơi chút nhô lên, nàng mỉm cười nói, không trải qua 4 trận huyết chiến này, sao Mục Tiên Thiên có thể bị dẫn dụ vào trong tổ đình được? Đại quân của hắn không tiến vào tổ đình, sao có thể diệt trừ bọn họ đây? Từ không trưởng binh, các ngươi vẫn là quá nhân từ rồi. Trong lòng của các nương nương cũng có chút không quá phục, Vân Quyền Thư ho khan một tiếng nói, các vị nương nương, phòng thủ nghiêm ngặt là từng bước một tiến lên, mà Tư Mệnh chủ mẫu sử dụng chính là từng bước giá. Trước có rút lại binh lực, có rút lại thế lực, rồi lại lệnh cho ta chiêu cáo Hịch Văn, thảo phạt Mục Tiên Thiên, chọc giận Mục Tiên Thiên, khiến cho nàng không có thể vững vàng lý trí được. 64 tòa thần thành, 32 tòa thần thành, rồi 8 tòa thần quan, 2 tòa thần thành. Mỗi một trận chiến đều đánh tới dị thường thảm liệt, tử thương vô số, tất đất tất tranh. Chính là khiến cho Mục Tiên Thiên và Thần Ma Nhị Đế tiêu thất cảnh giác, từng bước sai lầm, dụ dỗ bọn họ tiến vào phục kích kìa. Những bước chuẩn bị này, thiếu một bước cũng không được, bằng không sẽ không thể thu được thắng lợi cuối cùng này. Hắn thoáng chần chừ một chút rồi nói, cho dù chủ công có đích thân tới cũng sẽ không làm tốt hơn Tư Mệnh chủ mẫu bao nhiêu đâu. Các vị nương nương nhất thời bừng tỉnh, Lôi Trạch Cổ Thần ở một bên liên tục gật đầu tán thưởng, thật không hổ là phục khí thí thủ đoạn hơn người. Người 30 năm chỉ cầu một trận thắng, ẩn nhẫn quả thật đáng sợ. Bất quá người có chút quá sắp phạt quả đoán thì phải, dễ dàng tiêu thất nhân tâm. Người cần phải hiểu căng quá thì sẽ gãy. Loại kế sách này chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Tư Mệnh gật đầu một cái, lên tiếng, lão tổ tông dạy phải. Lôi Trạch Cổ Thần thấy nàng không quá để tâm, cũng chỉ đành mặc cho nàng, trong lòng thầm nghĩ, Tư Mệnh không đủ nhân tâm, hết thảy mọi thứ đều có thể lợi dụng, khó trách đốm lửa nhỏ không lựa chọn nàng. Lần này vì để dụ dỗ Mục Tiên Thiên tiến vào phục kích, ngay cả Lôi Trạch Cổ Thần và Thần Hậu Nương Nương cũng đều bị lợi dụng. Ai cũng không biết Tư Mệnh sớm đã đạt được quyền trưởng khống tổ đình, bởi vậy đều ra sức chém chết, muốn ngăn địch bên ngoài tổ đình. Không một ai nghĩ tới Tư Mệnh chính là muốn lợi dụng điểm này, từng bước một dụ dỗ Mục Tiên Thiên tiến vào đệ nhất sát trận, thu lấy trận đại thắng này. Thiên đình đã tàn phế, 1-20 năm cũng khó có thể khôi phục lại được. Chư quân đi xuống cẩn thận nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút cho đại trận chiến sắp tới kìa. Tư Mệnh cười tủm tỉm nói, trận đại chiến kế tiếp mới là trận đại quyết chiến. Đám người nhao nhao rời khỏi, chỉ còn lại có Vân Quyền Thư, Mạc Ẩn và Thiên Ti. Trong 30 năm này, ba người bọn họ hết lòng hết sức, lúc này mới không khiến cho đại quân toàn bộ hủy diệt trên chiến trường. Ba vị quân sư liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chút lo lắng. Tư Mệnh nhìn thấy rõ ràng một màn này, mỉm cười nói, các người đã nhìn ra rồi sao? Mạc Ẩn gật đầu lên tiếng, chủ mẫu khống chế đệ nhất sát trận hoàn toàn không thần phục như ý, vì vậy nên mới xuất hiện sơ hở, không thể triệt để chém chết Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế được. Đệ nhất sát trận vận hành tới ngày thứ 5, sơ hở càng lúc càng lớn, vì vậy mới để cho một nửa địch nhân chạy thoát kìa. Tư Mệnh gật đầu hỏi, còn gì nữa không? Thiên Ti nương nương nói,
Trước đây đệ nhất sát trận vốn không có sơ hở, thế nhưng hiện tại sau khi khu luân hồi thứ 7 mở ra liền đã xuất hiện sơ hở rồi. Thời gian 5 ngày kia, ức vạn thần ma chôn vùi trong sát trận, ta thôi động nhân quả phát hiện ra có ngoại lực từ khu luân hồi thứ 7 xâm nhập, thi triển đại tế tế tự huyết nhục của đám thần ma kia. Hẳn là thiên đang tắc loạn trong khu luân hồi thứ 7, thông qua khu luân hồi thứ 7 xâm nhập tổ đình, quấy nhiễu trận pháp vận chuyển. Tư Mệnh một lần nữa gật đầu nói, còn gì nữa không? Vân Quyển Thư lúc này mới than thở, thiên liên thủ với Mục Tiên Thiên, tiếp theo chính là thời điểm tổ đình ta bị phá. Trận chiến lần này chỉ là thăm dò vị trí nhược điểm của chúng ta thôi. Đám thần ma và đại đế chết trong đệ nhất sát trận bất quá chỉ là tảng đá dò đường mà thôi. Hiện tại đã dò xét ra hư thực của tổ đình, lần sau tự nhiên chính là tai ương ngập đầu. Tư Mệnh thở dài một tiếng nói, Phục Khi có thể được các ngươi tương trợ quả thật vô cùng may mắn, chỉ là các ngươi cũng không cách nào giải khai thế cục trước mắt được. Vân Quyển Thư, Thiên Ti và Mặc Ẩn nhất thời trầm mặc. Trí tuệ không địch lại thần thông, quả thật là như vậy. Lần sau tới đây, ngoại trừ thiên gia, còn có tiên thiên ma đế đã phục sinh, có lẽ còn có hắc đế và bạch đế, có lẽ còn có những tồn tại càng đáng sợ hơn nữa kìa. Tư Mệnh phun ra một ngụm chọc khí, nụ cười vẫn như cũ nói, tổ đình là cái đinh trong mắt đám gia hỏa này, nhất định là phải nhổ. Trận chiến đấy có khả năng chính là trận chiến cuối cùng trong đời này của ta rồi. Các người cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Ba người khom người lui xuống, Tư Mệnh nhẹ nhàng vút ve cái bụng đã nhô lên, nhẹ giọng ngâm một bài Đồng Dao, nàng mỉm cười nói, Trung Hoàng Thần, con trai của ta, mẫu thần sẽ để cho ngươi sống sót, nhất định là sẽ để cho ngươi sống sót kìa. Thường Thiên Bích Huyết, chư vị hiện thân cứu giá, chấm cảm kích bất tận. Lại nói lúc này, Mục Tiên Thiên kinh hồn chưa định, thu thập tàn quân trước quay trở lại Thần Đế Cung, sau đấy nói lời cảm tạ với đám thần vương đã tới cứu giá kia. Nàng lên tiếng hỏi, không biết có thể mời thiên hiện thân gặp mặt hay không đấy? Bệ hạ thân là thiên tử, hẳn phải xưng thiên phụ mới phải. Nam Minh Thiên Vương mỉm cười nói, lồng ngực của Mục Tiên Thiên nhấp nhô bất định. Nàng sinh ra trên đời còn trước cả thiên, là một tôn tiên thiên thần ma cuối cùng trước khi thiên sinh ra. Hiện tại lại bị Nam Minh Thần Vương nó là thiên tử, muốn nàng gọi thiên là thiên phụ, sao có thể khiến cho nàng không giận được. Mục Tiên Thiên giảm xuống cơn tức giận, mỉm cười nói, vậy thì mời thiên phụ hiện thân gặp mặt. Bệ hạ thật đúng là ẩn nhẫn. Táng Đế bước nhanh tiến vào thần cung, mỉm cười nói, bệ hạ, chuyện tình thiên tử thiên phụ sau này đừng nhắc lại nữa. Lần này các tôn thần vương đi tới cứu giá chính là do ta ở phía sau giật dây hối hả ngược xuôi. Nếu như bệ hạ nhận thức thiên làm cha, vậy tất cả công lao của ta đều sẽ không còn. Mục Tiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, nàng lên tiếng, ồ, hóa ra là Táng Đế mời thiên tới giúp ta sao. Táng Đế có công lao cực lớn, về phần thiên chấm cũng cảm tạ hắn. Nam Minh, mời hắn hiện thân đi. Vừa rồi nàng xưng thiên phụ là vì chính mình ở trước mặt thiên quả thật không có chút ưu thế nào. Hai chân thân của nàng chết thảm ở trong tổ đình, chư tướng dưới trướng, kẻ chết thì chết, kẻ bị thương thì bị thương. Đám đại đế thượng cổ đầu nhập dưới trướng của nàng hao tổn hơn phân nửa. Tiên thiên ma đế chết trận, tiên thiên thần đế cũng bị trọng thương. Nàng được thiên cứu sống lại, lại có chuyện muốn cầu cạnh thiên, cho nên tự cho mình là thiên tử, xưng thiên là cha. Nhưng hiện tại đã biết được là do Táng Đế ở sau lưng giật dây. Vị tồn tại sau lưng Táng Đế kia lại cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ. Có vị tồn tại kia ủng hộ, ba phương thế lực cân bằng, nàng cũng không cần thiết phải tự hạ thân phận, tự xưng là thiên tử. Táng Đế mỉm cười nói, chủ công đang đàm phán một chút với thiên, bệ hạ đợi trong chốc lát đi. Hai vị tồn tại này rất nhanh sẽ tới gặp bệ hạ. Mục Tiên Thiên thoáng ngẩn người, vị tồn tại sau lưng Táng Đế kia rốt cuộc muốn nói chuyện gì với thiên vậy? Hắn là ai đây? Mặc dù Táng Đế đã từng trợ giúp qua Mục Tiên Thiên mấy lần, nhưng Mục Tiên Thiên đối với vị tồn tại sau lưng hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Vị tồn tại này trợ giúp chính mình hàng phục thần ma nhị đế, lại trợ giúp chính mình bày mưu tính kế, định ra kế hoạch xâm nhập tổ đình. Hiện tại lại mời vị cường giả thiên này tới. Mục Tiên Thiên tuyệt đối không tin sau lưng hắn không có mục đích gì. Chỉ là mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì đây? Lần này có lẽ là một thời cơ tốt để thấu hiểu hắn đấy. Trong lòng của nàng âm thầm nghĩ, trong vũ trụ cổ lão tại thánh địa Nguyên Ma,
tiên thiên ma đạo ba động cuồn cuộn dưỡng dục ra ma thai. Tiên thiên ma đế bị Dương Hồng ma đế phản bội đánh lén trọng thương, sau đó chết trong tay thần hậu nương nương. Hiện tại đại đạo của thánh địa nguyên ma ba động chính là đại đạo đang tự chủ vận hành tiến hành phục sinh hắn. Đột nhiên không trung thánh địa nguyên ma chợt lưu động, trên thiên không dần dần hiện ra một khuôn mặt không có tai mắt mũi miệng, chính là khuôn mặt của thiên. Tiên thiên ma đế muốn phục sinh, đại đạo thiên địa sẽ xuất hiện ba động cực kỳ bé nhỏ. Ba động này đối với những tồn tại khác cơ hồ là không thể phát giác, nhưng đối với thiên thì lại hoàn toàn là có thể bắt giữ, theo dấu mà tới hàng phục tiên thiên ma đế. Không trung khẽ động, biến thành một đám huyết thanh nhỏ giọt xuống. Sau khi rơi xuống đất, đám huyết thanh kia chậm rãi đứng lên, ngưng tụ thành hình, biến thành một gã thần nhân không có khuôn mặt. Tiên thiên ma đế. Thiên phát ra tiếng cười, nhìn về phía cỗ ma thai, thản nhiên nói: Ma đế đạo huynh, hiện tại ngươi có thể đoàn tụ với tà đế được rồi. Là kẻ nào? Hắn đột nhiên có chút khẩn trương, trên mặt vân khí sáng ngời, chỉ thấy tầng tầng quang mang đột nhiên từ sâu bên trong không gian bùng phát. Hắn đã nhìn thấy một tôn tứ diện thần từ xa đi tới. Đó là một gã thần nhân khuôn mặt bao phủ trong tầng tầng quang mang. Nhìn từ bất luận phương hướng nào, vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhìn thấy chính diện của hắn. Lúc đấy, hắn liên thủ với đám người Trung Nhạc, Lôi Trạch và Thần Hậu, đánh rớt tôn tứ diện thần này khỏi đạo giới, chém hắn từ cảnh giới đạo thần rớt xuống, đã biến thành một tôn đại đế. Hiện tại, bị tôn tứ diện thần này tìm tới, cho dù là thiên cũng không khỏi có chút lo lắng bất an. Tôn tứ diện thần này thật sự quá cường đại tới tình trạng ngay cả hắn cũng không thể chống lại được. Nếu như tứ diện thần hạ thủ với hắn, hắn căn bản là không thể chống đỡ. Không cần khẩn trương. Tôn tứ diện thần kia dừng bước lại, quan sát ma thai nguyên ma, rồi thản nhiên nói: Đối với ngươi, trận chiến giữa ngươi và ta chỉ mới trôi qua mấy chục năm, nhưng đối với ta, trận chiến giữa chúng ta đã trôi qua 10 vạn năm rồi. Bất luận kiều hận gì, trải qua 10 vạn năm cọ rửa cũng đều sẽ phai nhạt. Thiên, ta sẽ không hạ thủ với ngươi. Táng đế mang tin tức của ta tới cho ngươi. Ngươi cũng đã đi giải cứu mục thiên thiên. Ngươi hẳn là biết được. Nếu ta có các ý, sẽ không mời ngươi xuất thủ rồi. Trên khuôn mặt giống như tờ giấy trắng của thiên toát ra một cái miệng thật lớn, mỉm cười nói: Cho dù biết rõ ngươi không có ác ý, nhưng ta vẫn như cũ giận cả tóc gáy đây này. Tôn tứ diện thần kia cười ha hả, tiếng cười từ từ rơi xuống nói: 10 vạn năm trước ngươi đối địch với ta, nhưng tới hiện tại chúng ta đã không phải là địch nhân. Tổ đình của Phục Khí Thí mới là mục tiêu chung của hai chúng ta kìa. Bất luận là ngươi hay là ta cũng đều nhất định là phải nhổ đi tổ đình. Thiên gật đầu nói: Ta muốn thống nhất vũ trụ của lão, nhất định phải trừ đi tổ đình. Bất quá mục tiên thiên cũng muốn thống nhất vũ trụ của lão. Mục tiêu của hắn xung đột với ta, sao ta lại phải giúp mục tiên thiên đây? Trợ giúp mục tiên thiên chẳng phải là may áo cưới cho nàng ta hay sao? Tứ diện thần mỉm cười nói: Nhưng mục tiêu của ngươi không có xung đột trực tiếp với mục tiêu của mục tiên thiên. Ngươi và mục tiên thiên có thể đồng thời thống trị vũ trụ của lão được. Thiên thoáng ngẩn người, tứ diện thần tiếp tục nói: Người muốn là lực lượng tế tự của chúng sinh, không cần lãnh địa. Mà mục tiên thiên muốn là lãnh địa, không cần lực lượng tế tự. Chúng sinh tế tự ngươi, mà lãnh địa thì thuộc về mục tiên thiên. Đây chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Thiên thoáng có chút chần chừ lên tiếng: Vậy ý của ngươi là... Thiên tử, cái danh phận này vẫn là cần thiết à? Tứ diện thần mỉm cười nói: Từ thời đại Hoa Kỳ tới nay, sinh linh hậu thiên chưởng khống vũ trụ càn khôn, thiên đế thay đổi một đời rồi lại một đời, thật sự là quá hỗn loạn. Nếu có thể có một tôn thiên đế vĩnh viễn không chết chưởng khống vũ trụ càn khôn, thiên địa đại nhất thống vĩnh hằng tồn tại, vậy đại đạo thiên địa cũng sẽ không hỗn loạn như vậy rồi, ngược lại sẽ ngay ngắn rõ ràng. Vị thiên đế này làm thiên tử, cung phụng thiên, tế tự thiên, thiên lại duy trì cương thường thế gian này, chừng ác dương thiện, duy trì vũ trụ vận hành. Đây không phải là biện pháp vẹn cả đôi đường hay sao? Thiên nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh nói: Mục tiên thiên chịu làm thiên tử hay sao? Mục tiên thiên không thể làm thiên tử. Tôn tứ diện thần kia thản nhiên nói: Nàng ta thì có cái tiền vốn gì mà có thể cò kè mặc cả đây? Nếu nàng không đáp ứng, chúng ta lại nâng đỡ một tôn tiên thiên thần ma vâng lời làm thiên tử là được. Bất quá nàng rất nhu thuận, nhất định sẽ vâng lời thôi. Thiên thoáng do dự trong chốc lát nói: Vậy cảnh giới đạo thần...
cảnh giới đạo thần không có quan hệ gì với ngươi cả, vô duyên với ngươi. Tứ diện thần cắt lời nhàn nhạt nói: Thiên, không cần si tâm vọng tưởng, cảnh giới đạo thần này là cảnh giới mà ngươi vĩnh viễn cũng không thể chạm tới được. Trước không nói ngươi không thể lột đi cấu thân, cho dù ngươi có thể lột đi cấu thân trở thành đạo thần, thì tại thời điểm ngươi lột đi cấu thân, ngươi cũng đã mất đi cần thiết tiếp tục tồn tại nữa rồi. Trong lòng của Thiên run rẩy sợ hãi, tứ diện thần mỉm cười nói: Ý nghĩa tồn tại của ngươi chính là duy trì thế gian cương thường, vũ trụ vận chuyển. Ngươi trở thành đạo thần sẽ không còn ý nghĩa tồn tại nữa rồi. Khi đó ta sẽ không thể không tìm một tồn tại khác có thể thay thế ngươi. Không cần vẫn luôn nghĩ trở thành đạo thần. Ngươi là kẻ giám sát vũ trụ hạ giới của ta, mà Mục Tiên Thiên chính là kẻ quản lý vũ trụ hạ giới. Còn về phần đạo thần... Hắn khẽ mỉm cười nói: Chính là kẻ thống trị cao cao tại thượng, ngươi hiểu chưa? Thiên yên lặng gật đầu, đột nhiên nói: Vậy sao đạo huynh lại ngăn cản ta hàng phục Tiên Thiên Ma Đế vậy? Bởi vì ta không yên lòng vì ngươi. Ngươi là kẻ giám sát, quyền lực trong tay không thể quá lớn. Chỉ có Mục Tiên Thiên trưởng khống Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế mới có thể chống lại được ngươi. Tứ Diện Thần mỉm cười nói: Đây là đạo phân quyền, hiện tại là lúc nên phục sinh Tiên Thiên Ma Đế đi gặp Mục Tiên Thiên rồi. Thân thể của hắn đột nhiên biến hóa, vậy mà biến thành bộ dạng của Đại Tư Mệnh, cũng là một tôn tứ diện thần. Bất luận nhìn từ phương hướng nào cũng vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy chính diện của hắn. Đại đạo sinh mệnh vậy mà ba động trong lòng bàn tay của hắn, điên cuồng chảy vào trong ma thai nguyên ma, gia tốc ma thai diễn sinh. Cơ nhục trên mặt của Thiên không ngừng nhào loạn. Tứ diện thần sử dụng đại đạo sinh mệnh mà chỉ có Đại Tư Mệnh mới có thể trưởng khống. Xuất thủ hạ bút thành văn, quả thật khiến cho hắn kiêng kỵ không thôi. Hắn từng giao thủ qua với Đại Tư Mệnh, đại đạo sinh mệnh của Đại Tư Mệnh cũng không gì hơn cái này. Mặc dù năm xưa Đại Tư Mệnh vẫn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nhưng có thể thi triển ra đại đạo sinh mệnh của Đại Tư Mệnh thuần thục mượt mà như vậy, tôn tứ diện thần này quả thật là vô cùng đáng sợ. Có hắn là trên đầu, chỉ sợ đời này kiếp này ta cũng chỉ là một cỗ khôi lỗi giúp hắn duy trì vũ trụ vận chuyển mà thôi. Cũng không lâu lắm, ma thai nguyên ma lướt ra, Tiên Thiên Ma Đế phục sinh, kinh nghi bất định nhìn về phía tôn tứ diện thần kia, đột nhiên không hề hành lễ, nhất mực cung kính. Các ngươi đi gặp Mục Tiên Thiên, cứ nói đây là ý chỉ của ta, để cho nàng ngoan ngoãn làm thiên tử. Tôn tứ diện thần kia thản nhiên nói. Hắn cất bước rời đi, nhưng đám người Thiên và Tiên Thiên Ma Đế vẫn không cách nào nhìn thấy phần lưng của hắn được. Ta vẫn còn phải đi gặp hai người Hắc Đế và Bạch Đế một chuyến. Thiên cẩn thận quan sát Tiên Thiên Ma Đế, thật ra là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù Ma Đế đã phục sinh, nhưng tu vi thực lực vẫn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, vẫn là rất suy yếu. Đại đạo sinh mệnh của hắn vẫn không bằng được Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh phục sinh Diễn Hành Thần Vương, ngay cả tu vi của Diễn Hành Thần Vương cũng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong được. Đại đạo sinh mệnh của Đại Tư Mệnh đã đạt tới trình độ có thể thao túng những đại đạo khác rồi, mà tôn tứ diện thần này cũng không thể khiến cho tu vi của Thiên Ma Đế khôi phục trở lại được. Nói rõ, hắn còn có chút thiếu hụt, cũng không phải là không có gì làm được. Nếu hắn thật sự có thể không gì không làm được, vậy ta cũng chỉ có thể an an phận phận mà làm khôi lỗi cho hắn thôi. Cũng không lâu lắm, Thiên và Tiên Thiên Ma Đế đã đi tới Thần Đế Cung. Tiên Thiên Ma Đế nói ý chỉ của tứ diện thần, Mục Tiên Thiên cực kỳ kinh ngạc, không hiểu, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ đành cúi đầu, sắc mặt bình thản nói: Trẫm nguyện làm thiên tử, hiện tại xin hỏi Thần Đế, Ma Đế và các vị, cần phải bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, rồi lại tấn công tổ đình đây? Tiên Thiên Thần Đế kiểm tra thân thế trên người chính mình, có chút yếu ớt nói: Nhanh thì 30 năm, lâu thì 100-200 năm. Thiên mỉm cười nói: Lần này đã do thám được hư thực của tổ đình, lại chờ thêm mấy chục năm cũng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, lần sau tiến công tổ đình cũng không chỉ có chúng ta, còn có Hắc Đế và Bạch Đế nữa kìa. Trong lòng của Mục Tiên Thiên nhất thời nghiêm nghị, thanh âm có chút khàn khàn nói: Sao, đã do thám được hư thực của tổ đình rồi sao? Nói như vậy, hơn 10 ức tướng sĩ thần ma dưới trướng của ta đều chỉ là đá dò đường thôi hay sao? Thiên khẽ mỉm cười nói: Bọn họ cũng không phải là chết vô ích. Chúng ta đã dò xét ra hư thực của tổ đình, đã có tử vong của đám thần ma này. Lần sau chúng ta tiến công tổ đình sẽ có thể nhất cử đánh hạ, san bằng hết thảy dư nghiệt phục khí. Bệ hạ hẳn là nên vui mừng mới phải.
Sắc mặt của Mục Tiên Tiên tái nhợt, lạnh lùng nói: "Kẻ chết là thuộc hạ của ta, còn có chân thân thần ma của ta nữa kìa." "Bọn họ chết có ý nghĩa mà." Thiên Đạm Bạc nói. Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế cũng nhao nhao gật đầu lên tiếng: "Chết có ý nghĩa, bệ hạ không cần để ở trong lòng, ảnh hưởng tới đạo tâm." Đám thần vương cổ lão bọn Nam Minh Thần Vương cũng nhao nhao mỉm cười nói: "Hậu thiên thần ma chính là như vậy, chết đi một đám vẫn còn một đám khác mà, bệ hạ cứ xem như là thu gặt hoa màu, không cần quá để ở trong lòng đâu." Mục Tiên Thiên hút mạnh một ngụm lãnh khí, lẩm bẩm nói: "Chẫm vẫn không cách nào tuyệt tình tuyệt nghĩa như các ngươi được." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 331 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.